đi về nhà với em đi. Em chăm sóc cho anh, em lấy thuốc cho anh. Tôi nói để tôi yên mà. Thế nào? Bằng lòng không? Tôi... Hồi chiến thứ ba! Công thủ! Hải quan! Để đến hôm nay khi ta trở về nơi hạ giới thì bao nỗi trái ngang bỗng mang đến cho ta như trong giấc mộng kinh hoàng. Em có một giọng ca mà từ đầu chương trình anh đã nói rồi, em ca rất hay. Vào vòng này rồi thì đã chứng nhận rõ ràng có giọng tốt, giọng đẹp, giọng lực quá tuyệt vời rồi. Đừng nói xa nhau cho buốt lành còn tim thương nhớ trào dần trên đôi mắt rưng sâu. Đón xem tập 19 chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 trên kênh HTV7.